Hỡi các khán giả của Circle Life, hãy cùng đoán xem trong ngày thi đấu vừa rồi đã diễn ra biến cố gì đặc sắc nào. Có phải là Ronaldo lại ghi bàn và lại tiếp tục khiến cho những lời than trách xuất hiện trong lòng đội bóng có biệt danh là quỷ đỏ hay không? Mà câu chuyện đó thì có gì mới mẻ đâu, bởi vì tầm này thì liệu ai có thể ngăn cản được Cristiano Ronaldo tiến tới tình yêu của đời mình? Anh vẫn đang làm những điều đưa mình lên đẳng cấp cao nhất trong làng túc cầu xuyên suốt cả chục năm nay, đó là những pha lập công. Và khi mà cái duyên trở lại như chưa từng mất đi, giải Ả Rập này chắc là chuẩn bị chấm hết rồi. Al Nassr đang bay rất cao với đôi cánh từ chính người đội trưởng tận tụy của họ. Chiến thắng trước đối thủ đáng gờm là Al Ahly tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng Hoàng gia Ả Rập. Trong các ngày chứng kiến tới 7 bàn thắng được ghi từ đôi bên, Ronaldo có cho mình hẳn một cú đúp. Pha đầu tiên là màn ra chân đầy cảm giác, mặc kệ làn khói mờ nhân ảnh, và tiếp đến là một cú ngoặt bóng và dứt điểm ngoài vòng cấm địa, không cho đối phương lấy một cơ hội nào. Không chỉ là những con số khô khan trên bảng điện tử, khán giả có thể khẳng định phiên bản Ronaldo đỉnh cao nhất đang dần trở lại với chính những điểm chạm của anh trên sân đấu. Một chút những sự thỏa hiệp với thể chất không khiến cậu thanh niên tuổi 40 này giảm đi chút nào sự ảnh hưởng. Và trong lượt trận trước đối thủ đang rất gần điểm số là Altai, việc đến làm khách từ phía CR7 cùng với những người đồng đội được xem là một thử thách sẽ không dễ dàng. Và quả thực thì dù thế trận vẫn nghiêng hoàn toàn về Al Nassr từ sớm, họ vẫn phải chờ đến một pha xử lý đẳng cấp cao của người đội trưởng để có được bàn mở tỷ số. Ronaldo chưa khiến người ta phải hét vang tên anh, điệu siêu ăn mừng cổ điển cũng phải tạm gác lại. Pha bóng ở phút thứ 32 chính là một điểm chạm tinh tế từ người đàn ông này, khiến cho gã Robben Fekir đang bứt tốc bên hành lang cánh phải. Trong thoáng chốc, điểm chạm bóng nhẹ nhàng tình cảm đã phá tan hoang hàng phòng ngự được bố trí kiên cố của đội chủ nhà. Một rừng những cái bóng áo trắng ập vào số 7 vĩ đại và nhãn quan chiến thuật phi phàm của cầu thủ mắn bàn nhất hành tinh đã giúp cho tập thể vươn lên lần đầu tiên trong cuộc chơi này. Mũi giáo tiên phong đã xuất hiện. Chỉ tiếc là dù bắn phá liên tục khung thành của đối phương, Al Nassr vẫn tỏ ra thật đen đủi trong những khâu ra chân cuối cùng. Bản thân người đội trưởng trong ngày thi đấu này, nếu như may mắn thì anh có thể tạo nên một kịch bản an nhàn hơn cho người hâm mộ. Tình huống đáng chú ý nhất tiếp theo của huyền thoại người Bồ đến ở phút 73, khi nỗ lực chạy chỗ giúp cho anh có một pha băng lên dứt điểm đối mặt với cầu môn tương đối thoải mái. Nhưng trái bóng dù đã đánh bại được người gác đền, nó lại đập vào cột dọc và lăn ra ngoài trong lưới tiếc. Việc dồn lên tấn công liên tục bất kể đã có một số những cầu thủ xuống sức, khiến cho thầy trò Luis Castro phải trả giá với pha săn bằng cách biệt được thực hiện bởi Virgil Mkhitaryan phút thứ 79. Al Nassr có thể sẽ phải đối mặt với kết quả đáng hổ thẹn trong ngày thi đấu này, khi mà đối phương thì sau bàn thắng đã mạnh dạn hơn trong việc tung ra thêm những cú dứt điểm, hòng được voi đòi tiền. Rồi đến khi diễn biến chuyển về hướng có lợi cho những vị khách, vẫn cần một cái tên đủ uy tín đến đóng hòm trận đấu này chứ. Ronaldo luôn được đặt niềm tin cho những quả phạt đền, bởi vì đó là một trong những sở trường gắn liền với sự nghiệp của huyền thoại này. Đó là những tình huống làm bàn dễ nhất về mặt lý thuyết, nhưng khi tình huống ra chân buộc phải đem về bàn thắng, gánh nặng sẽ luôn là rất lớn. Nhưng vẫn y như mọi lần, chẳng có sai sót nào từ số 7 cả. Dù phong độ có không phải là cao nhất trong ngày hôm nay, đến mức mà chính huyền thoại người Bồ Đào Nha cũng thường xuyên có những cái lắc đầu và một số là những sự thất vọng. Đây vẫn là chiến thắng cho đội bóng Hoàng gia thành Riyadh, và đích thân vị vua tại đây đã có những đóng góp cụ thể nhất với một bàn và một kiến tạo, đem về chiến thắng cho cả tập thể. Thầy trò Luis Castro đã tiến đến thắng lợi thứ 9 liên tiếp, và một kịch bản quen thuộc trong mỗi chiến thắng thì cũng thật là dễ đoán. Chỉ cần nhìn thấy Ronaldo trong đội hình xuất phát, thì dù phía trước có là đối thủ nào, sở hữu những ngôi sao đình đám chẳng kém cạnh, sau cùng thì cũng chỉ có số 7 là người khổng lồ trong trận chiến giữa những vì sao. Ngày này năm ngoái, khán giả Anh Quốc đã nhắc đến Ronaldo như một con cừu đen của phòng thay đồ, người mang đến thất bại cho Manchester United. Và bất chấp những viễn cảnh xấu nhất, đáng quên nhất đã xảy ra, CR7 đang tìm lại hạnh phúc thật sự với những bàn thắng và thêm những trang sử mới của mình được viết nên. Hãy xem mùa giải trước chỉ như một liều thuốc thử cho tinh thần, sự khát khao của chàng trai năm ấy chúng ta thần tượng, để rồi xin mời tất cả những dông bão phải quỳ xuống trước người đàn ông vĩ đại này. 16 bàn thắng và 6 đường kiến tạo sau 14 trận, con số liệu có thể sẽ gia tăng thế nào nữa trong mùa giải này đây? Saudi League chứng kiến đẳng cấp của Ronaldo trong mùa giải trước đã phải giáo diết để đem về đây nguồn nhân lực mới, để khiến giải đấu này trở nên bình đẳng hơn. Ít nhất thì những trận đấu đẳng cấp cao đang xuất hiện, nhưng nó chỉ tô điểm thêm cho giá trị của Ronaldo đang là vượt ra ngoài phạm vi tuổi tác hay khu vực. Nếu chất lượng chơi bóng khủng khiếp nhất vẫn còn được tiếp nối dài dài, vậy thì Saudi League hay những giải đấu thậm chí ở quốc tế cứ chuẩn bị ngã ngũ đi là vừa. Việc Ronaldo ghi bàn từ lâu đã là một câu chuyện quá thường ngày, chỉ là có những giới hạn rồi sẽ phải chạm đến. Khán giả lo lắng cho Ronaldo trong hành trình khó khăn tại nước Anh mùa giải cuối cùng. Một vài trong số đó gọi anh là hết thời,
gây thêm sự nặng nề cho đội bóng. Còn ông thầy tới từ Ajax thì chính là kim chỉ nam cho hướng đi lâu bền sau này. Mọi sự sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như sự khắt khe là công bằng, và thêm vào đó thì những sự quyết đoán dù tàn nhẫn cũng nên được đưa ra từ sớm. Và rồi Ronaldo phải tự cắt đứt mối quan hệ luôn đặt ở một vị trí rất cao trong trái tim. Anh bỏ đội bóng ra đi, chia tay với người đại diện từng chia sẻ những hào quang lớn nhất và rồi biến mình trở thành một kẻ phản diện. Ronaldo đã trở thành một phiên bản khác với nhiều người. Chỉ có một điều mãi không thay đổi, đó là năng lực chơi bóng, tính chuyên cần và sự kỷ luật. Những bàn thắng không biến đi đâu cả. Trong bối cảnh hỗn loạn thì Al Nassr như vớ được chiếc chìa khóa vạn năng có thể thay đổi bộ mặt của cả một nền bóng đá. Và khi mà huyền thoại mang áo số 7 nhận được những niềm tin mới, được tôn lên một giá trị mới, thì câu chuyện về một huyền thoại bị gạt bỏ nhanh chóng chôn vùi vào dĩ vãng. Cả mùa trước thì trong 16 trận đấu tại Saudi League, Ronaldo chỉ có được 2 đường kiến tạo, và đến thời điểm này thì con số đã lên tới 5, dù giải đấu mới chỉ tiến đến vòng 8. Việc có thêm sự xuất hiện của những người đồng đội chất lượng khiến cho lão tướng 38 tuổi cũng có thể yên tâm hơn để đảm nhận nhiệm vụ kiến tạo tùy thời điểm. Dĩ nhiên, bàn thắng thì vẫn là điểm đến thăng hoa nhất. Cả 5 vòng gần đây nhất thì bất cứ khi nào anh cũng được hưởng thụ điều đó. Chứng kiến giai đoạn ghi bàn đến lạm phát của anh, bất cứ fan hâm mộ nào cũng sẽ chia sẻ niềm vui với thần tượng của mình thôi. Rồi thì những điểm chạm dẫn đến bàn thắng, cách đây chừng 1 tháng thì chúng ta nhắc về hãng hàng không Ronaldo Airlines. Còn bây giờ thì dù khoảng cách có là ngoài vòng cấm địa, đối thủ đơn giản là chỉ còn biết cúi mình trước một tuyệt tác đẹp như tranh vẽ. Ronaldo, như anh đã khẳng định cách đây không lâu, là mình sẽ chiến đấu đến cùng, đến khi mà đôi chân có thể đánh bại ý chí, trang sử về chân sút vĩ đại nhất hành tinh mới khép lại. Nhưng điểm kết đó là khi nào, nếu như đây còn chẳng phải là hoàng hôn sự nghiệp của số 7 huyền thoại, mà có khi anh đã bước qua giai đoạn đó từ lâu rồi, giờ thì lại một chu kỳ mới sẽ lại diễn ra và điểm bắt đầu lại là bình minh với ánh nắng ban mai ngập tràn. Có hay chăng, vị thần thời gian lại tiếp tục để lạc mất Ronaldo rồi? Hay chăng,